Rồi chào anh em nha, chiều nay mình lên cho anh em 4 cái bình xăng con Kenhin Sa Băng đít gài hàng zin, đã vừa sấy lên cốt 1, bao xài bao đủ thứ cho anh em ha. Thì mình nó có ghi mã là bình A, B, C, D. Thì cái lô 4 bình này nó sẽ có giá dao động là từ 2.2 triệu đến 2.8 triệu tùy bình. Tất cả là bình là làm từ bình zin Astanda, chưa có phục hồi lên cốt nha anh em. Anh em cần alo mình nha. Thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết từ bình ha. Bình này là mới sấy cốt 1, chưa xài. Đó, bao găng tay, bao đủ thứ cho anh em, không lỗi ha. Bình đã xe nước ngoài về, chưa sử dụng tại Việt Nam. Mình ba anh em trong là phao rồi nguyên zin, chân cối rồi nguyên zin, không một không lủng nha. Đây bình mã A, bình này mình bán cho anh em giá 2.8 triệu nha. Bình này dòng BW22 nè. Tất cả bình zin tháo xe kho ha. Cái bình mã B, bình này tất cả da còn đẹp, mới bị sinh sơ thôi nha anh em. Bình này mình bán 2.6 triệu nha, đúng bình zin Kenhin Sa Băng đã xe kho về. Mình quay căn cảnh từ bình anh em cần bình nào chốt bình đó nha. Bình mã C, bình này cũng 2.6 triệu nha anh em. Cái bình SDC mà hôm nay nắp zin full như thế này cũng phải tầm 2.2 triệu, 2.3 triệu trở lên chứ không dưới. Thì mình bán cho anh em với cái bình này cốt 1 mà bình Kenhin Sa Băng thì chỉ có tầm giá 2 triệu mấy thì giá rất là hợp lý nha anh em. Đó, anh em có thể tham khảo giá trước khi ha. Còn cái bình này là cực đẹp luôn, nhưng mà do bển nó bị cắt nhẹ xé hai qua đây thì giờ vẫn gắn được bình thường nha, chứ không có bị ảnh hưởng gì hết. Thì bình này giá rẻ hơn nè anh em. Bình này mình bán chỉ có 2 triệu 2 thôi ha. Đó. Tất cả là bình zin tháo xe kho về, mới làm lên cốt 1 anh em, giá là từ 2.2 triệu đến 2.8 triệu tùy bình.